Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm như thế nào sau khi mọi người mua sách xong á, thì mọi người sẽ được nhận khóa học. Thì đầu tiên á, mọi người truy cập vào cái link daily.academy, mình có để ở trên hoặc ở dưới gì đấy, mọi người nhấn vào Daily Academy thì nó sẽ tải lên một cái trang như thế này. Sau đó tiếp theo mọi người lướt xuống và hai khóa học mọi người nhận á, một là khóa học này, mọi người lưu ý giúp em á là mọi người nhìn đúng cái hình trên này và cái cái tiêu đề khóa học nha, tại vì chỉ nhập đúng cái khóa học của mọi người được nhận thôi thì nó sẽ được. Đây là cái bộ đầu tiên, đó là bộ 66 video hướng dẫn chi tiết kiếm 100 triệu từ kênh online, mọi người thêm vào giỏ hàng. Rồi mọi người đợi một tí cho nó quay. Đó, ok. Sau khi nó lát xong á thì mọi người lại lăn xuống. Thì cái bộ thứ hai mọi người sẽ được nhận á là khóa học 30 ngày phát triển cùng NLP. Mọi người tiếp tục thêm cái này vào giỏ hàng. Đấy, thì sau khi mọi người nhấn vào hình cái túi đó đúng không, thì nó sẽ hiện ra combo hai khóa học này và cái giá của nó. Tức là nếu mọi người mua lẻ ở ngoài á, thì giá của nó sẽ là 14 triệu 479 nghìn. Nhưng mà mọi người sẽ có một cái mã giảm giá. Thì làm sao để nhận cái mã giảm giá đấy? Thì mọi người nhấn vào chữ thanh toán. Sau đó ở đây, ví dụ như ai đã có tài khoản rồi á, thì mọi người nhấn vào đây để đăng nhập. Còn ai mà chưa có tài khoản á, thì mọi người sẽ nhập họ tên vào đây. Ví dụ tên Hoàng, số điện thoại. Rồi địa chỉ thì mọi người có thể nhập hay không nhập cũng được. Nếu mà khóa học thì mọi người không nhập, sau đó mọi người nhấn đến bước thanh toán. Đấy thì ở đây thì mọi người sẽ thấy giá của nó là 14 triệu 479. Mọi người lưu ý là cái khúc này quan trọng nhất này, thì mọi người phải nhập cái mã giảm giá vào thì mọi người mới không phải thanh toán cái khoản này. Thì em đã có một cái mã giảm giá mẫu, thì tất cả mọi người sẽ được nhận cái một cái mã giảm giá khác của riêng mỗi người qua email hoặc là trong cái group Zalo. Sau khi mọi người đã nhận được sách xong á thì mọi người sẽ có một cái mã riêng, còn cái mã này là của em và nó sẽ không có áp dụng cho người khác được. Thì sau đó em nhấn áp dụng. Tôi đồng ý. Đặt hàng. Đó, sau khi mà mọi người để nó quay một lát á, thì mọi người đã nhận được hàng rồi này. Rồi sau đấy, mọi người tiếp tục như thế nào? Mọi người tiếp tục mở một cái tab khác, mọi người tiếp tục nhập daily.academy. Sau đó mọi người nhấn đăng nhập. Do hồi nãy mọi người đã nhập rồi á, thì vào đây á, mọi người sẽ tự động được vào cái trình duyệt khóa học như thế này. Xong sau đó mọi người làm sao để học, mọi người nhấn khóa học đã đăng ký. Đấy, thì ở đây nè là mọi người đã nhận được hai khóa học đó rồi. Đấy, thì mọi người muốn học đúng không? Chỉ cần nhấn vào khóa học đấy. Và sau đấy mình học thôi. Rồi mình nhấn bắt đầu học này. Khi này mọi người đã có hai khóa học đó rồi thì mọi người chỉ cần nhấn nhấn vào bắt đầu học thôi thì chúng ta có thể học được. Đó, vào đây mọi người cứ học thôi. Đó, học hết bài 1 tới bài 2 thì mọi người nhấn nút tiếp theo. Sau khi hết bài này mọi người nhấn tiếp theo để học tới bài kia. Ok. Cảm ơn mọi người.